Hi, xin chào các bạn. Thì thời gian qua có rất là nhiều bạn hỏi mình về cách nuôi tinh thể natri ferrosilicate và cái cách điều chế của cái loại tinh thể này, của loại phức này. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn điều chế ra phức natri ferrosilicate cũng như là mình nuôi cấy tinh thể của nó ha. Bắt đầu thôi. Thì để tạo ra phức natri ferrosilicate, đầu tiên chúng ta sẽ tạo muối sắt 3 oxalate trước bằng cách cho tủa của sắt 3 hydroxit phản ứng với acid oxalic. Thì để tạo phức sắt 3, mình sẽ cho dung dịch FeCl3 phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH. Bây giờ mình sẽ khuấy đều lên. Vì phần sắt 3 mình sử dụng là dạng tinh thể to cho nên khi mà pha với nước thì chúng ta sẽ còn khoảng thời gian để cho phần sắt 3 tan hết, rồi chúng ta mới bắt đầu cho phản ứng. Sau khi khuấy một lúc thì mình sẽ cho dung dịch NaOH vào để phản ứng. Sẽ có một lượng tủa sắt 3 sinh ra rất là nhiều. Sau đó các bạn dùng đũa khuấy cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. Bước kế tiếp là chúng ta sẽ lọc phần tủa sắt 3 và rửa với nước nhiều lần. Sau đây mình sẽ tiến hành lọc tủa sắt 3 bằng cách dùng một chiếc phễu lớn và nhét vào trong đó một ít bông gòn. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ nhét vừa đủ thôi, đừng nhét dày quá thì sắt 3 dung dịch nó sẽ xuống rất là khó, lọc sẽ rất là lâu. Sau đó mình sẽ tiến hành cho phần dung dịch sắt 3 lúc nãy, tủa hydroxit lúc nãy vào để lọc. Quá trình lọc sẽ diễn ra hơi lâu cho nên chúng ta phải cố gắng chờ ha, và lọc rửa lại với nước nhiều lần để cho phần tủa sắt 3 hydroxit được sạch hơn. Bước kế tiếp, mình sẽ cho phần sắt 3 vừa lọc lúc nãy vào thêm một ít nước. Sau đó mình sẽ cho từ từ acid oxalic vào để hòa tan lượng hydroxit sắt 3. Các bạn lưu ý là đừng cho quá nhiều, nếu không thì phần axit sẽ bị dư và mình phải tiến hành cho thêm sắt 3 vào để trung hòa phần axit dư đó. Sau khi mà lượng axit đã phản ứng vừa đủ với lượng tủa hydroxit sắt 3 thì dung dịch sẽ chuyển dần sang trong lại và sẽ có màu xanh. Các bạn khuấy thêm một lúc nữa cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành cho muối natri oxalat vào để tạo thành phức natri ferrosilicate. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ cho một lượng natri oxalat vừa đủ thôi, đừng cho nhiều vì natri oxalat rất là khó tan, cho nên nó sẽ còn tồn dư lại trong phần dung dịch và chúng ta cũng sẽ phải lọc lại. Sau khi mà phản ứng xảy ra hoàn toàn thì các bạn cho phản ứng thêm một lúc nữa để cho dung dịch bay hơi bớt và chúng ta sẽ thu được một dung dịch quá bão hòa để mà tiến hành kết tinh lạnh ha. Và bây giờ sau khi đã đun đến khoảng 100ml thì mình sẽ tiến hành đem đi kết tinh lạnh. Mình chuẩn bị một chậu đá và sau đó mình sẽ cho cốc vào để tiến hành kết tinh lạnh. Các bạn chờ trong khoảng 15 đến 30 phút. Sau khi mà nhìn thấy phần kết tinh đã kết tinh tối đa thì mình sẽ tiến hành đem đi lọc rửa và bảo quản. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ rửa với một hỗn hợp cồn và nước theo tỷ lệ 7:3 hoặc là 1:1. Sau đó các bạn bảo quản sản phẩm ở trong môi trường tối và kín để tránh hiện tượng phân hủy vì phức natri ferrosilicate rất là nhạy cảm với ánh sáng và nhiệt độ.
Các bạn nhớ like, share cũng như subscribe để ủng hộ tụi mình nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn thành công. Tạm biệt và hẹn gặp lại.